Rồi học ở Sài Gòn còn bao lâu? Dạ còn 3 năm. Con Quý nó có biết chuyện này không? Hình như là có biết rồi. Ý cậu là kêu con Quý nhà tôi chờ cậu thêm 3 năm nữa đúng không? Con cũng chưa biết ý Quý làm sao nữa. Độc quyền, độc đoán, riết rồi quen thói. Cậu đâu có nghĩ tới con Quý đâu. Cậu thích là cậu làm thôi. Con ráng đi học vậy là con cũng nghĩ tới Quý đó. Nghĩ cái gì? Con gái người ta đang lứa đang thì, rồi bắt nhỏ chờ, rồi sau này cậu học hành thành tài đi, rồi cái cậu buông nhỏ ra, rồi nó biết làm sao. Dạ, con chào cô. Phải con bà Sáu không? Dạ, con là Long nè cô. Sao nghe nói đang ở trên Sài Gòn mà sao về đây làm chi? Dạ, hôm nay con về con làm chút giấy tờ, để con đem con nộp lên trường chỗ con đang học á. Với lại sẵn tiện về con có mua hộp trà cho cô. Trà? Cảm ơn nghe. Ngồi xuống đi. Dạ. Con để đây. Về lâu mau rồi? Gặp con Quý chưa? Dạ con chưa gặp. Con mới về tức thì à. Rồi học ở Sài Gòn còn bao lâu? Dạ còn 3 năm. 3 năm? Dạ. Con Quý nó có biết chuyện này không? Dạ hình như là có biết rồi. Hết tang ông ngoại, rồi tới tang cha, rồi sắp tới là ý cậu là kêu con Quý nhà tôi chờ cậu thêm 3 năm nữa đúng không? Dạ. Con cũng chưa biết ý Quý làm sao nữa. Độc quyền, độc đoán, riết rồi quen thói. Cậu đâu có nghĩ tới con Quý đâu. Cậu thích là cậu làm thôi. Dạ. Con nghĩ là đi học là để lo cho tương lai hai đứa cô. Với lại bây giờ hai đứa mà lấy nhau rồi ở dưới biển vậy con thấy cũng hiu quá. Nhiều khi á có đi mà không có về. Con ráng đi học vậy là con cũng nghĩ tới Quý đó. Nghĩ cái gì? Con gái người ta đang lứa đang thì, rồi bắt nhỏ chờ, rồi sau này cậu học hành thành tài đi, rồi cái cậu buông nhỏ ra, rồi nó biết làm sao. Dạ. Cô đừng nói vậy, con không bao giờ nghĩ vậy đâu cô. Nghĩ cái gì? Cậu á, cậu đang khiến cho nhỏ đau lòng, cậu biết không? Cậu đi cho sung sướng, để nhỏ ở nhà khóc hoài. Dạ, thôi để chuyến này con gặp Quý rồi con giải thích rõ ràng với Quý nha cô. Thì đó, gặp nó rồi nói, chứ nói với tôi làm chi? Hả? Nói làm sao cho nó hiểu đó thì nói, ha? Chứ hả, tôi thấy nó khóc hoài, tôi đau lòng lắm, tôi chịu không có được. Dạ, thôi con xin phép cô con về. Ủa, chứ không phải qua kiếm con Quý sao? Dạ, chắc để con gặp Quý sau nghe cô.